Xin chào mọi người, mình là Hiền đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người phần khúc của bài Spread Around của Blackpink nhé. Let's go. Đầu tiên thì mình sẽ nhảy demo cho các bạn từ đầu đến cuối cho khúc đã nhé. 5, 6, 7, forever. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 và 3 và 4 5 và 6 và 7 và 8 và 2 và 3 và 4 5 6 7 8. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn phần đầu trước. Mình sẽ đến với các bạn hình dung phần này nhé. Thở chậm này. 5, 6, 7, 8 forever. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Được chưa? Bây giờ nhá, mình sử dụng chi tiết của động tác như sau. Đầu tiên tay này, tay phải lấy đà bấm xuống, tay trái lên, đổ lên từ như này cho mình. Đổ đà 5, 6, 7, 8 và 1 này. 2, 3, 4 lần. Ok chưa? Còn về phía chân nhé, mình mở ra, đứng xuống và đánh hông qua phía bên, tay lên. Được chưa? Là đứng và lên hông, đứng đổi hông. Cái này cho mình 4 lần, thử đánh 5, 6, 7, 8. 1 lần, 2 lần, 3, 4. Ok, về phần đầu mình có hướng nghiêng theo tay không? Tay bên nào lên thì nghiêng đầu bên đấy. Ok, 4 lần này, 5, 6, 7, đi. 1, 2, 3, 4 lần. Tiếp theo, từ hôm trước đánh chéo có phải, bước chân lên mình về, lên, về. Còn một cái tay nhá, chéo, ra, và, ra. Tiếp theo là ra, và, ra. Rồi mình thử này. Ra, và, về. Ra, và, về. Thế rồi mọi người chỉ cần chéo và xuống không? Giờ kết hợp, đây, 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 đây. 5, 6, 7, đi 4 lần, 1 lần, 2, 3, 4, đổ, ra, đây, ra, đây. Lần thứ 2 là 3, 5, ra, 4, lần, lên, ăn, ra, và chéo, ra. Ok, vậy mình sẽ cách nhìn nhá, siêu dễ này. 5, 6, 7, chậm hơn 1, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hôm mình sẽ bài đọc cho các bạn nhé. 5, 6, 7, forever young. 2, 3, 4, thấp, quên bài nhạc này. Bây giờ mình sẽ bài đọc cho các bạn này. Forever young. Chân trái là và nhấc cao lên, nhấc
vì đây là một bên và tôi thấy rất hay là luôn sau đó tập trung lại thế là xong cái này là một bên và lại ok để lại lặp lại như thế này ok giờ mình sẽ đến chúng ta lần hai nhé 5 6 7 nhanh nhất, nhanh 5 6 7 8 1 và 2.